Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, mức giá 58.000 đồng trên 1 kg sau gần một tuần vẫn chỉ xuất hiện cục bộ ở một số địa phương. Dù nguồn heo ở trong dân không còn dồi dào, nhưng giá hơi vẫn rất khó vượt mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Vậy đâu là lý do giá heo hơi khó vượt ngưỡng 60.000 đồng trên 1 kg ở các địa phương như vậy? Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai lý giải, hiện nay heo ở trong dân không còn dồi dào, tuy nhiên heo ở các doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Đặc biệt là tại một số chợ đầu mối lớn cả miền Bắc và miền Nam, chủ yếu heo của doanh nghiệp xuất bán ra. Trong khi đó, hiện nay giá hơi của các doanh nghiệp lớn như CP Việt Nam hay là Damaco Việt Nam mức cao nhất chỉ đạt 58.000 đồng trên 1 kg. Chính vì vậy mà giá heo hơi ở trong dân vẫn không thể vượt qua khỏi mốc giá này, cho dù hiện nay nguồn cung không còn dồi dào như trước này nữa. Bên cạnh đó, ông Đoán cũng nhấn mạnh, hiện nay, giá heo hơi ở trong dân phụ thuộc rất nhiều vào sự dao động giá của các công ty chăn nuôi lớn. Nếu sau này giá heo hơi của các công ty có xu hướng tăng, thì chắc chắn giá heo hơi ở trong dân sẽ vượt mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Còn theo ghi nhận trong ngày hôm nay, ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc đang phổ biến dao động từ 50 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Mức giá cao 54 cho đến 57.000 đồng rải rác ở nhiều địa phương thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương hay là đối với tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Số ít các địa phương ở tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương đã chạm mốc 58.000 đồng trên 1 kg cách đây 2 cho đến 3 ngày. Tuy nhiên các địa phương này vẫn chưa vượt được ngưỡng 58.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là một số địa phương có đàn heo lớn ở khu vực này như là Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng có mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là khu vực Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, đối với hai địa phương là Vĩnh Phúc và Phú Thọ trong ngày hôm nay, một số địa phương vẫn báo giá dao động từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực vùng cao, đặc biệt là khu vực Sơn La trong ngày hôm nay báo giá lên đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình cũng báo giá 53 cho đến 55.000 đồng. Các địa phương như Lào Cai, Yên Bái trong ngày hôm nay hầu như không có sự thay đổi. Bên cạnh đó, đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, phổ biến xoay quanh mức giá từ 53 cho đến 57.000 đồng. Mức giá này xuất hiện ở cả thị trường miền Đông và thị trường miền Tây Nam Bộ. Một số địa phương như Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Trà Vinh hay là đối với khu vực Hậu Giang trong ngày hôm nay, dao động phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ như là Bình Dương, Bình Phước thì thường có mức giá thấp hơn từ 1 cho đến 2 giá so với các địa phương như là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Bởi trong ngày hôm nay, ba địa phương này nhiều nơi báo giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, thậm chí ở thành phố Hồ Chí Minh heo đẹp còn báo giá 57 cho đến 58.000 đồng. Các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay có hai địa phương có mức giá cao là Lâm Đồng và Đắk Lắk, phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Các địa phương khác rải rác từ Gia Lai cho đến Đắk Nông dao động 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay thường có mức giá cao hơn từ 1 cho đến 3 giá so với các tỉnh ở thị trường miền Bắc Trung Bộ. Bởi trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Trung Bộ, mức giá phổ biến từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An đã có mức giá 57.000 đồng rải rác ở các huyện thuộc vùng miền núi. Và chi tiết hơn, theo ghi nhận giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội vẫn đang phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu Phúc Thọ của thành phố Hà Nội hiện nay có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng. Hưng Yên phổ biến mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trong ngày hôm nay và đây là một trong những địa phương có mức giá cao ở thị trường miền Bắc hiện nay.
Một số hộ chăn nuôi báo giá cục khoái trâu của tỉnh Hưng Yên, heo siêu, đẹp có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng, cao hơn so với các địa phương khác. Thái Bình phổ biến mức giá 53 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục thanh miện của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá 56.000 đồng. Hà Nam 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Ngay như ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, giá bán cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, lượng heo về chợ trong ngày hôm nay nhiều hơn, đặc biệt là heo có trọng lượng lớn từ 100 cho đến 150 kg trên một con. Còn đối với heo lỗi thì lại có xu hướng giảm. Quảng Ninh phổ biến mức giá 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng 54 cho đến 56.000 đồng. Nam Định phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 55.000 đồng. Ý Yên 56.000 đồng trên 1 kg đối với heo đẹp. Còn đối với tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục Yên Mô, Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi như là Phú Thọ dao động từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên 53 cho đến 57.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Nhiều chăn nuôi báo giá khu vực Tam Dương và Tam Đảo có mức giá cao 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Giang phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Mức giá 57.000 đồng xuất hiện rải rác ở huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang. Tuyên Quang có mức giá thấp hơn 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn phổ biến mức giá 50 cho đến 55.000 đồng. Cao Bằng cũng có mức giá tương tự 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với Lào Cai phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Yên Bái dao động 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu và Điện Biên dao động 53 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó, Sơn La phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng. Hòa Bình dao động 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, theo một số hộ chăn nuôi báo giá cục Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay dao động từ 54 cho đến 56.000 đồng, cao hơn hẳn so với các địa phương khác. Các tỉnh ở khu miền Trung trong ngày hôm nay ít có sự biến động. Các địa phương khác như Ninh Thuận và Bình Thuận có mức giá cao chót vót 54 cho đến 58.000 đồng. Khánh Hòa phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên cũng có mức giá tương tự 54 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, Quảng Nam và Quảng Ngãi phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Đà Nẵng dao động trong khoảng giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay có mức giá thấp hơn. Các địa phương như là Thanh Hóa phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Nghệ An dao động 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay thì phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 55.000 đồng. Quảng Bình 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng và ngang bằng so với Thừa Thiên Huế, bởi trong ngày hôm nay Huế cũng có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Lâm Đồng vẫn đang duy trì trong khoảng giá từ 54 cho đến 57.000 đồng. Các địa phương khác như là Kon Tum 54 cho đến 56.000 đồng. Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn đang xuất bán khá nhiều. Chính vì vậy mà giá hơi chưa có sự bứt phá qua ngưỡng 60.000 đồng trên 1 kg. Ngay như các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, cao nhất cũng chỉ đạt 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Và mức giá này xuất hiện ở cả thị trường miền Đông và các tỉnh thuộc thị trường miền Tây Nam Bộ. Theo ghi nhận ở thị trường miền Đông Nam Bộ, Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá dao động từ 53 cho đến 57.000 đồng. Đồng Nai 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đang dao động trong khoảng giá từ 54 cho đến 57.000 đồng. Bình Dương 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước dao động từ 54 cho đến 56.000 đồng.
trong khi đó Tây Ninh có mức giá bình quân 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Long An phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Tiền Giang 54 cho đến 56.000 đồng, Bến Tre trong ngày hôm nay có mức giá cao hơn 54 cho đến 57.000 đồng, Trà Vinh phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng, Bạc Liêu trong ngày hôm nay dao động từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, Sóc Trăng dao động 54 cho đến 55.000 đồng, Vĩnh Long phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, An Giang trong ngày hôm nay có mức giá cao 55 cho đến 58.000 đồng, trong khi đó đối với tỉnh Cần Thơ phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Theo nhận định của một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn, sức mua hiện nay vẫn còn khá yếu, giá heo hơi khó vượt ngưỡng 60.000 đồng trên 1 kg mặc dù giá thức ăn chăn nuôi tăng cao liên tục. Đồng Tháp dao động trong khoảng từ 53 cho đến 56.000 đồng, trong khi đó hai địa phương đó là Cà Mau và tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay có mức giá thấp hơn 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Theo nhiều hộ chăn nuôi, báo giá khu Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.